Xin chào cả nhà. Mình nhận được một câu hỏi là: chị ơi, em muốn làm giáo viên song ngữ thì em cần những điều kiện gì? Thứ nhất, bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái bằng năng lực tiếng Hàn TOEIC, ít nhất là từ TOEIC 4 trở lên. Cái thứ hai là bạn hãy apply vào những cái công ty hoặc những cái đoàn thể nơi mà họ đang cần tuyển giáo viên. Và với cái sự chăm chỉ và cố gắng của bạn thì không có lý nào mà người ta lại không nhận bạn cả. Mình chúc bạn luôn thành công. Và mình sẽ nói ngoài lề một chút xíu. Mình thì xuất thân của mình đó là ngành cử nhân xét nghiệm đa khoa, và năm 2016 thì mình đã tốt nghiệp ngành cử nhân xét nghiệm đa khoa. Thì sau đấy thì mình gặp chồng mình. Đến năm 2017 thì mình đã kết hôn và mình bắt đầu học tiếng Hàn từ năm 2016. Tính đến bây giờ 2023 thì mình đã học tiếng Hàn được gần một thập kỷ. Năm 2018 thì mình đã thi đỗ TOEIC 4 và đến năm 2020 thì mình đỗ TOEIC 6. Đối với kinh nghiệm của một người đi trước thì để học được tiếng Hàn thì chúng ta cần cái sự yêu thích và đam mê đối với tiếng Hàn. Thêm một câu hỏi nữa đó là của một bạn.